những cực phẩm nhan sắc chứng minh sức mạnh gen di truyền của sao Việt. Thảo Linh, con gái MC Quyền Linh. Trong số các cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng với cuộc sống hạnh phúc, gia đình MC Quyền Linh chính là một hình mẫu lý tưởng mà nhiều người ngưỡng mộ. Nam MC cùng bà xã Dạ Thảo hiện có cho mình hai nàng công chúa xinh đẹp, đặc biệt là cô con gái lớn Thảo Linh. Mặc dù năm nay mới bước sang tuổi 15, nhưng Thảo Linh lại có vóc dáng cao lớn vượt trội cùng những đường nét khuôn mặt thanh tú được hưởng từ bố mẹ mình. Với đôi mắt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ, Thảo Linh được nhiều người nhận xét sẽ trở thành gương mặt hoa hậu tương lai. Anh Sa, con gái hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Tuy hiếm khi xuất hiện trước báo giới, nhưng bất cứ lần nào xuất hiện thì anh Sa đều để lại ấn tượng bởi nhan sắc quá đỗi ngọt ngào của mình. Cô nàng tựa như bản sao của mẹ với gương mặt sắc nét cùng làn da trắng như sứ. Bên cạnh đó, ánh mắt và thần thái của anh Sa cũng toát lên khí chất của một thiên kim tiểu thư chính hiệu, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hồng Khanh, con gái nghệ sĩ Triều Xuân. Hồng Khanh từng được nhiều người biết đến khi tham gia cuộc thi giọng hát Việt 2013. Khác với vẻ mũm mĩm ngày nào, Hồng Khanh hiện đã lột xác trở thành nàng thiếu nữ 16 tuổi phỏng phao, xinh đẹp, 10x được nhận xét rằng đã có màn dậy thì thành công. Cô bé thường xuyên tập luyện thể thao, kết hợp chế độ ăn uống phù hợp để giữ gìn vóc dáng hiện tại của mình. Hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cái tên nổi bật của showbiz Việt. Kathleen Phan Võ, con gái hoa hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân. Không chỉ tiếp nối con đường nghệ thuật, Kathleen Phan Võ còn được kế thừa nhan sắc đỉnh cao của mẹ. Với đôi mắt to, sống mũi cao thanh thoát cùng nụ cười rạng rỡ, Kathleen được rất nhiều người ngưỡng mộ và khen ngợi bởi nhan sắc con lai của mình. Người đẹp còn từng góp mặt trong nhiều MV ca nhạc đình đám như Không Sao Đâu của chị Thăng Bình, Ta Là Ai của Đời Nhau, Giang Trường. Hình ảnh gợi cảm, mạnh mẽ cũng là phong cách mà Kathleen định hướng theo đuổi trong tương lai. Nguyễn Lê Thủy Tiên, con gái nghệ sĩ Hữu Tiến. Nghệ sĩ Hữu Tiến thuộc thế hệ các diễn viên nổi tiếng như Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi. Con gái anh, Nguyễn Lê Thủy Tiên tuy không theo nghiệp diễn của bố nhưng cũng gây ấn tượng bởi nhan sắc như hoa hậu của mình. Được biết, Thủy Tiên còn từng giấu bố đi thi và đạt danh hiệu Á hậu 1 của kỳ sắc đẹp Việt Nam quốc tế tại Đài Loan năm 2019. Với tỷ lệ gương mặt đẹp cùng vóc dáng quyến rũ, số đo và vòng hoàn hảo, Thủy Tiên vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm mặc dù không hoạt động trong showbiz. Võ Trịnh Khánh Ngân, con gái Á hậu Trịnh Kim Chi. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt cân đối cùng nụ cười tỏa nắng, cô con gái lớn của Á hậu Trịnh Kim Chi hiện đang trở thành gương mặt tâm điểm, thu hút nhiều sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng mạng. Mặc dù hiện tại mới 17 tuổi, nhưng Khánh Ngân đã sở hữu chiều cao hơn 1m7. Cùng với ngoại hình nổi bật của mình, cô bé được rất nhiều người khuyến khích nên tham gia qua cuộc thi hoa hậu. Nhìn vào nhan sắc này, chắc chắn cô bé sẽ là một đối thủ nặng ký trong tương lai. Có thể thấy, hậu duệ của các ông bố bà mẹ nổi tiếng trong showbiz Việt đều là những nhan sắc cực phẩm, chứng minh được sức mạnh của gen di truyền là có thật. Bạn có được thừa hưởng nét đẹp nào từ bố mẹ không? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận nhé!